Cháu chào bác. Bác có nhận ra cháu không? Chưa. Giờ thì bác đã nhận ra rồi chứ? Chưa. Bác nhận ra rồi chứ? Chưa. Bác nhận ra rồi chứ? Cái áo này quen quá. Quen là phải, ngày xưa nó là áo của bác mà. Cách đây 10 năm, vào một đêm gió rét, một thanh niên gầy gò, không mảnh vải che thân, bị một đám côn đồ truy đuổi. Thanh niên ấy gõ cửa từng nhà cầu cứu, nhưng ai cũng sợ liên lụy mà không dám giúp đỡ. Chỉ có bác sẵn lòng mở cửa cho con vào ẩn náu, lại còn cho con mượn cái áo này. Mà tại sao đêm đó con lại bị truy đuổi trong tình trạng không áo, không quần như vậy? Con ở làng khác, sang tán gái làng mình, đang trong giai đoạn tìm hiểu, thì mấy thanh niên làng xông ra đánh. Con hoảng quá, cứ thế chạy thôi, không kịp mặc quần áo. À, ra vậy, bị đánh oan quá. Nếu không có bác, con không bao giờ được như ngày hôm nay. Hơn 10 năm qua, con luôn mặc cái áo này, chưa một lần thay ra. Và cũng hơn 10 năm qua, con chưa khi nào quên ơn cứu mạng của bác. Con mong ước một ngày có thể quay về để trả ơn bác. 10 năm rồi mà bác vẫn lọ mọ, đun sôi nước ao uống thế này sao? Bác đi với con. Đi đâu? Bác đi với con. Bác vào đây. Bác thích mấy lọ nước này? Hai mấy lọ nước này? Thích mấy nào thì cứ bảo cháu. Con Eco 8 này được không bác? Kiểu dáng nhỏ gọn, chỉ 3 lõi lọc nhưng tương đương với 10 cấp lọc, là siêu phẩm của hãng Kaiser Liên bang Nga nổi tiếng. Nước đổ ra uống trực tiếp, không cần đun sôi. Quan trọng, đây là nước còn khoáng, cực tốt cho sức khỏe, nhất là với những người già hay bị thiếu canxi, đau sưng mọi khớp hay bị tim mạch như bác. Kể cả bác có muốn lấy thêm vợ nữa cũng vô tư luôn. Đau lưng, mỏi gối, tê tay, bác yên tâm nhé, có ngay máy này. Wow, tuyệt vời quá. Bác thích máy này đúng không? Con cũng thích máy này lắm mà không có tiền mua. Con vợ ở nhà cứ reo mãi, bác mua tặng con máy lọc nước này đi. Con biết bác là người tốt, sẽ không nỡ từ chối lời đề nghị tha thiết và chân thành từ đáy lòng con đâu. Năm xưa con không có áo, không quần, bác còn giúp. Huống hồ giờ con quần áo lịch sự thế này, bác lại không giúp sao? Mua tặng con đi bác. Máy này rẻ thôi, chỉ có 6.990.000, lại còn được tặng cột thô custom trị giá 500.000, với thêm một máy lọc nước tại vòi gần 900.000 nữa. Mua tặng con đi bác. Trả cho tao. Trả cái gì ạ? Trả áo ngay. Tao hận vì năm xưa đã cứu mày. Cho mày mượn cái áo. Trả áo đây. Bác ơi bình tĩnh. Trả áo cho tao. Không được máy lọc nước lại còn mất cái áo. Trả áo tao đây.